Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Cuộc đụng độ giữa OMG đã đầu với Rogue Warriors thuộc khuôn khổ vòng bảng LPL mùa hè 2020. Và tỷ số đang là 1-0 dành cho các thành viên của OMG. Ở trong bán thi đấu đầu tiên, có thể nói là một màn trình diện hoàn toàn trái ngược nhau giữa cặp đôi rừng cùng với đường trên của hai đội. Bên phía OMG thì đó là một cái màn thiện quá tốt người chơi đường trên, với lại Volibear bên phía bên kia hoàn toàn một thua thiệt, hoàn toàn là một sự áp đảo quá lớn dành cho OMG. Và thật ra cái trận đấu vừa rồi, ngoại trừ cái áp đảo của đường trên á, thì những thành viên còn lại từ bên phía của Rogue Warriors, tôi nghĩ là với cái đội hình đó họ hoàn toàn có thể trông đợi về cuối game. Nhưng việc mà Volibear của họ đường trên thua quá nhiều đã tạo ra áp lực dành cho nguyên một cái đội hình còn lại, và nó khiến cho họ thua hoàn toàn. Với lại từ đầu giữa trận, với lại con Volibear là một vị tướng theo dạng sẽ là người xông lên trước, là một trong những bức tường thành để giúp cho Syndra với lại cả Ash có được những khoảng trống để có thể gây sát thương được. Nhưng mà đáng tiếc thay là con Volibear nó không đủ cứng để có thể làm điều đó. Nó kéo thêm một cái hệ lụy về sau là con Ash không có góc để bắn được, bởi vì không ai dám đứng che cho nó bắn cả, mà con Ash lại rất cần thời gian để có thể bắn được. Và Syndra cũng tương tự như vậy. Đây là hai vị tướng rất là kém cơ động, cho nên lúc nào họ cũng cần phải có một sự hỗ trợ nhất định để có được một pha giao tranh thuận lợi, và đặc biệt là họ cũng có vị trí thuận lợi để gây sát thương. Nhưng mà tiếc thay là điều đó không có, nó kéo theo một cái chuỗi thua hoàn toàn trong những pha tranh tiếp theo của bên phía Rock bây giờ, và họ không thể nào có thể gượng lại được. Nó khó để có thể gượng lại khi mà bạn rồi bị dẫn trước, đặc biệt là ở trong cái kèo mà đường trên á. Đây không phải là một cái meta mà đường trên đóng góp được quá nhiều ở trong lối chơi, nhưng nếu như là một cái con tướng mà đi đẩy lẹ mạnh như Rế Tông có lực lợi thế sớm thì mọi chuyện nó sẽ rất là khác. Chỉ khi nào bạn là một đội vô cùng bản lĩnh kiểu như là Phoenix hoặc là Phoenix á, hoặc là T1 thì bạn mới có thể gỡ được trong những cái thế mà bạn bị dẫn trước và có một cái đường đẩy lẹ nó áp đảo hoàn toàn như vậy. Chứ còn kiểu như mà bị đối phương dẫn trước nhiều như ở trong ván đấu vừa rồi thì một trận thua là một hệ quả tất yếu. Đúng là như thế. Và có lẽ Rogue Warriors họ, điều đầu tiên họ cần phải làm đó là họ cần phải tìm được tôi nói là tìm lại sự bình tĩnh, tìm lại được sự nhưng bình mà anh thấy thì ý tưởng hai người cũng là một lựa chọn hay đúng không? Nó tốt hơn cả việc sự bình tĩnh nữa. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cần phải giữ 5 người thôi, tại vì nếu như mà có người đánh tốt hơn thì Rogue Warriors họ đã thay từ đời nào rồi, chứ không phải là họ để thua hết 5 trận, đúng không? Rõ ràng. Cho nên là cũng hơi khó và bắt buộc là ban con Lee Sin với Rio Tông, ban luôn cả Thresh. Còn trong cái đó phía OMG họ vẫn đang giữ nguyên như lực cấm của họ, kiểu cấm đi con Varus này, bạn biết kiểu giống như Evos nè hồi trước á, hoặc là bây giờ các bạn có thể gọi là giống như là Flash bây giờ nè, ban Rio Tông chọn On dành cho Minh may mắn. Liệu là Rock bây giờ có muốn chọn On dành cho Holder không? Nhưng mà không, đây như đã nói, một trong những power pick của riêng khu vực Trung Quốc là con Tindle đã được lựa chọn. Và với sự lựa chọn này, thật ra mà nói thì vẫn có thể lấy on khu vực trên được, tại vì thường bạn lấy con trên đồ mà đối thủ không lấy on thì bạn cứ lấy luôn con on đi, bạn đang có chống chịu khu vực trên mới rất là khỏe. Và nhiệm vụ của bạn là có thể có được thêm con Felius khu vực được dưới nữa sẽ giúp cho Rock bây giờ đảm bảo được cái lượng sát thương về sau rất là khủng khiếp, với việc là con on nó sẽ đút đồ. Nhưng mà khá là bất ngờ nha, ở trong tình huống hiện tại Aphelios vẫn còn, Ezreal vẫn còn, thậm chí là Ash cũng vẫn còn, đặc biệt là Ash luôn á, bởi vì đó là một con tướng mà có thể kiềm hãm một phần nào đó sức mạnh của Kalista. Nhưng mà SMLZ vẫn rất tự tin nha, anh ta chọn Kalista trước luôn. Đây là, tôi biết đây là con tướng tụ của anh ta, nhưng liệu là chọn sớm như thế này một vị tướng kiểu như là Kalista có phải là một cái sự mạo hiểm quá nhiều hay không? Lựa chọn thứ hai của họ sẽ là Zavan dành cho vai trò đi rừng, có thể gọi là một chút mạo hiểm đi, nhưng về vấn đề tự tin thì ta có thừa, tại vì đây là tướng tụ của anh ta mà. Đấy, thì khi bạn tự tin có thừa thì một sự mạo hiểm nào đấy nhất định thì nó cũng có thể gọi là chấp nhận được, biết nhau đấy. Thì chưa kể đến chúng ta vẫn chưa biết được là hỗ trợ sẽ là tướng nào. Đối thủ thấy đối phương lấy Kalista có thể tỷ lệ rất cao là lấy một là con Leona, hai là con Nautilus, ba là Taric. Nó đều là những vị tướng có khả năng giữ chân đối phương khá khỏe và khả năng bắt bớ rất là tốt. Cho nên quyết định của họ lấy con Tamke nó khu vực đường dưới để hỗ trợ một phần để cho Ash. Mà okay, chọn như vậy có hơi đủ không ta? Thật sự là cái team này là một cái team mà đặc biệt là bên phía đội đội xanh nữa chứ. Thường là Ash mà bên phía đội xanh thì tôi không nghĩ là Tamken mạnh đâu. Và ở tình huống này thì Aphelios hai đội không chọn luôn nè.
tôi đang cảm thấy rất là kỳ cục ở những cái đội nhóm dưới ở Trung Quốc, nó đôi khi nó bạn biết nó không theo cái logic bình thường chút xíu nào cả. Bây giờ họ mới cứu bạn. Nói chung gì cũng có lý do đó mà. Nó Tâm Kê là một con tướng không còn là mạnh nữa. Bây giờ là thời đại của những cái mẫu hỗ trợ mở giao tranh thì lại không có một con tướng hỗ trợ mở giao tranh. Con rừng của họ cũng không thể nào mở giao tranh được bởi vì con trung đội không phải là con mở giao tranh mạnh. Cái quan trọng là đội hình này của Rock bây giờ ba sự lựa chọn đầu, nó có hai yếu tố, một là đủ và là hai là bị động. Đủ là không cần nói tới rồi ha, khả năng đeo bám rồi khả năng có thể tiếp cận đối thủ đến từ đội hình này của Rock bây giờ nó rất là thấp với ba vị tướng này. Rồi thêm nữa là nó bị động nữa, tại đội hình này như nói thì ngoài con Ash ra hai vị tướng còn lại khả năng mở ra là rất là thấp. Nó đòi hỏi cực kỳ nhiều điều kiện luôn á, chứ không phải là bình thường nữa. Lực chọn thứ ba của bên phía OMG là bàn theo ông. Trong khi đó thì hai lực cấm của họ cũng nhắm vào vị trí đường giữa là AJ cùng với Chute Faye. Họ đang đưa ra một cái ý tưởng dành cho đối phương là con ba thông này có thể là con ba thông đường giữa của họ. Còn bên phía bên kia thì Rockwell họ đã cấm đi con bài Rumble. Họ cũng nhận thấy một điều rằng là đối phương chưa có sát thương phép, và rất có thể Rumble sẽ được chọn để khỏa lấp cái việc mà có sát thương phép ở trong đội hình của OMG. Họ cấm luôn Galio. Họ có thể nghĩ là con ba thông này thả lên khu vườn trên và lấy con Galio để một phần nào đấy có thể đánh ở hai bên cạnh lực lăng. Và họ đang đúng khi mà bên phía OMG họ đã lấy lực lăng ở khu vực đường giữa và quăng cho ban theo lên khu vực đường trên, đụng độ với một vị tướng nào đấy mà mình chưa biết được là bên phía của Rockway giờ họ sẽ lấy vị tướng nào. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt này như thế này, thật ra bộ đôi ban theo kết hợp với lại Javan ở cấp độ 3 nó vẫn mạnh chứ không phải là không. Và thêm một cái điểm nữa các bạn biết không, con tướng được coi là đường giữa mạnh nhất ở trong phiên bản 10.12, 10.13 không được chọn luôn, xin ra. Không bất kỳ bên nào chọn, không bất kỳ bên nào cấm luôn. Rất không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Rất bây giờ còn một sự lựa chọn. Và họ sẽ lấy con gì đây? Họ đang suy nghĩ Lissandra. Nếu như họ lấy Lissandra, đội hình này đù của đù luôn. Tại vì Lissandra bị một cái đó là đúng khả năng leo lên là có, khả năng lướt lên là có, khả năng giữ chân đối phương là có. Nhưng nó bị một cái đó chính là sát thương phép của nó cũng là một mức độ gọi là hạn chế. Nó không thực hiện là quá kinh khủng, nó không thực hiện là dồn như là lớp lăng phía bên kia. Cho nên đúng bây giờ suy nghĩ, nếu như mà lấy Lissandra để counter, để một phần đấy hạn chế sức mạnh của con lớp lăng, thì nó bị một cái là lượng sát thương phép của mình nó bị hạn chế quá. Cho nên chuyển sang lấy con Zoe. Thêm một sự lựa chọn nữa, cũng là một sự lựa chọn khá là bí ẩn đến từ bên phía OMG là con gấu Volibear. Như vậy là Bantam có thể là hỗ trợ, hoặc là Volibear có thể là hỗ trợ. Tôi thấy Volibear hỗ trợ đẹp nhất luôn á. Tại nhưng ba cấp đầu con Volibear dồn sát thương cũng kinh dị chứ không phải là không. Về khả năng dồn sát thương thì chắc là nó nhưng cũng mà biết sao xét. Con Volibear này bây giờ nó gặp một cái vấn đề là con Volibear hỗ trợ bây giờ bạn không có đủ tiền lên đồ, bạn quá là yếu. Đó thì bạn rất là mỏng manh để bạn bay vào, cho nên bắt buộc phải đổi thành con Bantam. Bantam ít ra nó còn cái e đúng không? Ủa vậy là không lấy Nautilus luôn à? Không lấy Nautilus luôn. Tại hai cái đội này dị thật sự luôn á. Xin ra không lấy Nautilus, không lấy. Tôi đang chắc là tôi đang mơ. Tôi không. Tát cái mặt ảnh hưởng cái sao có phải tôi bớt mơ. Đi tát rồi không, miệng không có để bình luận lại đâu. Đừng tính đá chén cơm của tôi, đâu có vụ đó rồi. OMG với những sự lựa chọn khá thú vị, đặc biệt là con Bantam này là con Bantam hỗ trợ, thì khả năng tấn công của họ khu vực đường dưới thực ra rất là khỏe, rất mạnh, rất là khỏe chứ không phải là không. Nhưng thực ra nó vượt trội hơn rất nhiều so với lại bộ đôi Ash với lại Tâm Kê phía bên kia. Tại vì con Ash nó sẽ khỏe nếu như hỗ trợ nó là hỗ trợ theo thiên hướng tấn công, còn nếu như hỗ trợ của bạn là theo vị tướng theo dạng phòng thủ như là con Tâm Kê nó sẽ bị một cái rơi đù. Bởi vì con Tâm Kê không phải là mẫu tướng theo dạng là tấn công quá mạnh mẽ mà nó có thể đánh cùng một lúc với lại con Ash được. Và cái thứ hai là cái thế chủ động đến từ bên phía của Rock bây giờ nó cũng bị hạn chế rất là nhiều với con Tâm Kê này. Cho nên là OMG họ sẽ có nhiều cách để có thể đối đầu với lại bộ đội Ash và là Tâm Kê. Về cái khả năng gây áp lực ở đường dưới thì rõ ràng là OMG họ nhỉnh hơn rất là nhiều. Và khi mà bạn đã đánh một cặp thủ đến chết như là Giang Guzi cùng với Lai quyết định đánh ở trong cái trận này thì họ sẽ mất kiểm soát rồng rất là dễ dàng nha. Nếu như mà đường giữa họ không đánh đủ tốt á, nếu như mà Zoe không đánh đủ tốt thì họ sẽ chịu áp lực cực lớn ở hàng rồng và họ sẽ mất đi những con rồng sớm vô cùng nhanh dành cho đối phương. Thì đây là một điều mà không biết là ban huấn luyện của RockWR đã suy nghĩ tới khi mà cấm và chọn diễn ra hay chưa khi mà chọn Tâm Kê như thế này. Còn trong khi đó thì phía của OMG họ đang sở hữu một đội hình chủ động hơn rất nhiều so với lại đối thủ. Họ đang có một con rừng đó là Javan. Javan cấp 3 đánh được ở tất cả các đường luôn. Chúng ta nhìn vào đội hình này đã được tất cả các đường, đặc biệt đó là đường giữa và đường dưới, với khả năng CC có được bởi con Bantam, và đặc biệt nó có cái
e kỹ năng e nó sẽ hạn chế phần nào đấy sát thương dội lại đến từ phía của sát thương phản lại đến từ phía của Rock Warrior với cái có được đến từ con bài Ash này, nên nó sẽ không lo ngại lắm. Còn đường giữa nó không cần nói tới, ở cấp độ 3 LeBlanc không hề ngần ngại bất cứ một vị tướng nào cả, ngoại trừ việc đó con Lee Sin ra thì nó có khả năng gọi là giữ chân khá là ổn thôi, và nếu như nó kết hợp với rừng thì rất dễ dàng để bạn có thể dứt điểm được con Sui. Còn Volibear tiếp tục có một kèo đấu không phải là dễ khu vực đường trên khi đối đầu với Wukong bên phía bên kia. Volibear trong ván này nằm trong tay của Kurt, liệu anh ta có sử dụng nó hợp lý hơn Holder và có được cái khả năng chống chịu tốt ở khoảng thời gian cuối trận hay không. Anh ta cũng cầm cho mình là quyền năng bất diệt giống như là Holder ở ván thi đấu trước. Rất đau nha, những phát đánh của nội tại lúc đáp đánh là một cái kỹ năng để trợ sức quan trọng Zui ở khoảng thời gian ban đầu. Chưa kể đến là Zui có cái triệu hồi Ari nữa, nó giúp cho Zui cũng có một chút lợi thế nho nhỏ trong cái pha mà đánh nhau trong tình huống vừa rồi trước đó. Icon thì sau cái pha đánh đó anh ta sử dụng bình thuốc biến dị cho nên anh ta đang lỗ hơn đối phương. Không lỗ nữa rồi. Nhưng mà quan trọng là đối thủ xách theo cái máy dọn lính, nó khiến nó sẽ khiến cho con LeBlanc này sẽ một phần nào đấy, nếu như mà con Zui này nó tận dụng tốt được cái máy dọn lính này, nó sẽ khiến cho LeBlanc rất là hạn chế cho lão lao lên tấn công. Còn SMLZ trong tình huống vừa rồi anh ta không bắt nhịp kịp với lại Cole nên cũng khó được thay game một lượng sát thương lớn của Uzi. Nhưng vẫn đang nói tới vấn đề là bộ đôi bên phía OMG họ chủ động hơn rất nhiều, cho nên họ biết trước là họ sẽ lên hai trước với bộ đôi này, nên họ không hề e ngại giao tranh với lại đối thủ khi cần. Vừa rồi chúng ta có được nhìn ngọc bổ trợ của Cole khi mà trong quyết định là đánh bàn thông sẽ cầm cho mình là sẵn sàng tấn công với cái việc là có khả năng gây thêm sát thương dành cho đồng đội của mình nữa, thì đây là một cái điểm khá là hợp lý để đi chung với là Kalista và đang kêu gọi rừng vong ở phía sau lưng. Băng trụ ở ngay cấp độ 2 à, cấp độ 2 đi băng trụ này. Đối thủ có ngậm, tôi nghĩ tầm này là có ngậm nút rồi, và có đánh được hay không đây, đang muốn nhảy vô trước và chờ đối thủ ngậm nút. Ngậm cái gì mà ngậm, hình như Lay không lên ngậm nút thì anh phải. Ta không lên ngậm nút và anh ta đấy, anh ta có lên ngậm nút nhưng hình như anh ta hơi bị delay, anh ta tóc biến lên nút Lay lại tấn công tại trước điểm nhưng được mà anh nhưng anh ta có thể sẽ phải trả giá trong pha này, và đường dưới cũng đang có pha giao tranh ở đây nữa. Tiếp tục là mạng dành thôi cho Ruby, còn tóc biến và SMZ đang phải tìm cách bỏ chạy. Anh ta còn tóc biến nhưng ta biết chắc pha này tóc biến một hồi lỗ cho nên anh ta quyết định là bỏ. Zoe tận dụng tốt cái máy, Zoe đã tận dụng tốt cái thế lính ở khu vực đường giữa, anh ta di chuyển xuống khu vực đường dưới với tốc độ rất nhanh. Dù là bên phía của Rock Warrior có được rất nhiều bùa ở trong pha này nha, đường giữa có được 2 bùa sau cái pha thi đấu vừa rồi, nhưng mà liệu nó có phải là một pha lợi không khi mà đường dưới của họ siêu thọt, phải gọi là cực kỳ thọt khi họ mất nguyên một cái quay lính đẩy vào dưới trụ, đó là hai quay và đường dưới của họ cũng nằm xuống luôn. Điểm hạ gục cả hai điểm hạ gục nằm trong tay Kalista. Kalista nữa, quá đẹp, anh ta ngậm rồi và họ tính thời gian hồi chiều. Họ tính thời gian hồi chiều, đối phương chưa hồi ngậm nút và tấn công rất dễ dàng thôi, không có nhiều cách để cho Lay có thể bảo vệ đồng đội của mình. Anh ta chỉ có thể cố gắng tấn công vào người của Cole và gỡ lên một điểm hạ gục. Pha này Lay di chuyển nó cũng hơi gọi là hơi đù tí xíu. Anh ta hết chiều rồi, anh ta đâu có làm được gì đâu. Tôi nghĩ là anh ta đi cùng gì với Hacker là đẹp. Là anh ta phải chết cùng gì với Hacker hả? Ít nhất là cái chỗ mà Hacker đi nó không có lính. Anh ta chạy vẻ lẹ hơn. Còn góc vừa rồi là anh ta phải đi vòng từ cái mép trụ, là anh ta bị kẹt mép trụ rồi, anh ta bị kẹp thêm lính nữa. Anh ta rất bị hạn chế trong cái phạm vi mà di chuyển trong tình huống đó. Haro đang vòng ra được phía đằng sau lưng của Kurt. Khi đó thì phía bên này câu chuyện này đâu có ghê gớm lắm dành cho Zui đâu. Còn đường trên hình như là găng không thành công rồi. Đường ngược lại người có máu nhiều nhất là Holder nữa. Tại sao Haro lại vòng ở phía sau lưng đồng đội của mình được, nhưng mà sau đó đồng đội anh ta lại là người mất máu nhiều hơn nhỉ? Một bí ẩn của vũ trụ cần được giải đáp. Chắc là nhiều lính quá. Chắc họ thấy nhiều lính quá trên con trinh đồ này, quyết định là không găng nữa. Hoặc là cái lượng năng lượng của Holder ở trong tầm đó nó cũng thuộc dạng thấp. Và lượng CC để giữ chân một con gấu tầm đó nó cũng khá khó khi mà nó còn tóc biến. Đôi khi một cái e của nó mà trúng vào người Holder thì Holder có thể chết ngược nữa. Như vậy là Holder thực sự là yếu về mặt kỹ năng khi mà anh ta đi những cái kèo mà kiểu như đấu sĩ đi với chống chịu thuần như là Volibear cũng thua, không có nhiều lợi thế lắm. Vì mới vô mà thua rồi xong rồi đó. Anh nói gì nữa đi, mới vô mà thua rồi đó. Tôi đang tính nói gì ta? Tôi đang nói tính mới vô mà thua lính, thua 10 con lính á. Lấp liếm anh là được lướt lẹo được. Xong rồi
À, lại xong rồi. Kể từ lá kèo đường trên xong rồi đó, kèo đường trên coi như là xong. Tại vì khoảnh khắc mà con Volibear, thường á con Volibear nó sẽ lên một trong hai món trang bị, một là cái giày ninja, hai là cái thằng tích Bami. Nhưng mà trong trường hợp này nó quyết định lên, nó lên thủy kiếm là đã đủ hiểu là nó đang tự tin là kèo này nó thắng cao tới mức nào rồi, để nó có thể có được khả năng dùng sát thương tốt. Và pha vừa rồi thật ra mà nói Holder cũng thuộc dạng gọi là quá tự tin, anh ta thấy mình đứng trong trụ nên anh ta nghĩ là làm thế quái nào mà con gấu được thì giết được mình. Nhưng mà anh ta hết năng lượng rồi, anh ta không có xoay sở được nhiều, không có nhiều cách để xoay sở lắm trong cái tình huống mà anh ta không còn năng lượng. Nhưng đây là một pha muốn bắt SMVZ, nhưng mà SMVZ có tốc biến, anh ta đang chờ cho đối thủ sử dụng tốc biến để dựng cột, dựng cột ép được tốc biến của đối thủ. Lay sử dụng tất cả gì có thể, tốc biến lên gõ vào người Haro đang băng trụ, ta cần một phát cuối cùng. Nhưng không sao, Fuji đã bắn được phát đó trong... và anh ta có được mạng. Trong khi đó thì ban theo ông của Cole lại không làm được bất kỳ một điều gì cả. Anh ta đi từ cái bụi cỏ đó, đi vòng một cái vòng rất xa mới quay trở lại khu vực đường dưới. Thật sự là phế trong cái tình huống vừa rồi. Anh ta không phải là con Zed hay là một vị tướng ở đó có khả năng hỗ trợ với anh lại anh ta là con Nautilus, thì tôi nghĩ tình huống đó 2/3 được đó. Thì tôi nghĩ là pha đó nếu như là Nautilus ít nhất là có một cái gọi là gì đó là cái khả năng gọi là giữ chân đối phương lại, thì đối phương sẽ đỡ hơn, nhanh và hơn, nhanh hơn. Với lại kỹ năng rồi nọ của bạn nó cũng có một cái gì đó trâu hơn so với lại cái này. Chịu đúng, Marathon có kỹ năng E nhưng mà nó hơi đi chậm tí xíu, còn trong đó Nautilus nó có đúp với lại E luôn, sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong pha đấy và tự kéo về được. Cole vẫn đang muốn đánh, đó là cú quy trúng, anh ta đang muốn quyết định là lao lên tấn công, nhưng rất đáng tiếc ở đây anh ta đã kịp đá lưỡi. Không có nhiều cơ sở lắm để họ tiếp cận bên phía bên kia khi mà ban không chưa có tốc biến và xa thủ SMLZ, SMLZ cũng chưa có tốc biến luôn. Ở đường giữa, những pha trao đổi của Ruby cùng với lại Icon sau một khoảng thời gian thì nó đã có một sự chênh lệch nhỏ dành cho bên phía của Icon. Anh ta đang hơn khá là nhiều về máu và năng lượng, cũng như là lượng lính của anh ta cũng đang được nhỉnh hơn so với người chơi đường giữa bên phía bên kia. Tôi nghĩ là do Ruby từ nãy giờ qua bóng ngủ toàn hùng. Thường thì lượng năng lượng bạn mất nhiều như thế này do đa số bạn có những thủ liên tục sử dụng bóng ngủ của mình và nó không thực sự đẹp lắm. Ui, lượng W Ruby đã bị mất đi. Nếu như W quả đó trúng thì chắc chắn có mạng rồi. Icon đang tìm cách bỏ chạy, ta tóc biến qua phía bên kia từ. Bắt buộc rồi. Ta nhìn thấy rừng đối phương đã bắt đầu tiếp cận mình rồi và dù là Ruby không có năng lượng á, thì một con trinh đồ đuổi theo mà bắt đầu cắn và làm chậm thành công mạng rồi thì nguy cơ mà nằm xuống rất là cao. Đúng là như vậy. Thôi kệ, dù gì thì pha vừa rồi Icon cũng đã làm gì có thể, tiếc thay là không có được mạng hạ gục mà thôi. Nhưng cách thế ở đường giữa anh ta vẫn đang thiết lập rất là ổn. Hồi nãy anh ta khiến cho đối phương mất máu rất nhiều, bắt buộc đối phương bấm B về trước, anh ta nát lại tí xíu, anh ta giải quyết đợt lính và khiến cho Ruby phải mất thêm một cái quay lính trong tình huống trước đó nữa. Như vậy là cái tình huống mà Ruby mất đi lính ở khoảng thời gian đầu trận nó đang dẫn đến cái hệ quả là anh ta không thực sự là đi trên cơ so với lại Icon bên phía bên kia. Icon thì mất đi tốc biến rồi, nhưng LeBlanc nếu như mà đánh khéo, đánh kỹ, luôn giữ chi cuối thì cũng không cần phụ thuộc vào tốc biến của mình quá nhiều đâu. Và tôi nghĩ là cái thời khắc mà có thể tấn công được đường giữa bên phía bên kia dành cho Zavan là chuẩn bị tới rồi. Anh ta đã có được cấp độ 6, anh ta hoàn toàn có thể tiến ở khu vực đường giữa và tấn công vào rồi. Còn Holder đường trên thì có lẽ như camera nên hạn chế lìa đây, nên lìa những pha như thế này. Chiều cuối có lên. Chiều cuối có đang muốn còn pha xoáy. Kết không có chiều cuối, nhưng anh ta kết đã hồi lại, mới hồi lại chiều cuối xong, anh ta vẫn đang bị hất tung lên. Hacker không hỗ trợ được pha này và hai thành viên này đang muốn băng trụ hay không đây. Hacker tới không kịp trong pha đó và kết cũng mới hồi lại chiều cuối của mình. Đó là cái vấn đề của con Wukong ở thời điểm này, đó là cái chiều cuối của nó có thể stack được chinh phục. Và khi mà nó xoáy chiều cuối, đặc biệt là khi mà bạn phân bóng ra thì cái bóng nó cũng tính là có thể kích được chinh phục luôn. Thì nó kích chinh phục rất là nhanh. Và các bạn thấy khi mà nó xoáy, nó vừa xoáy gây sát thương và vừa hồi máu nữa. Rất khó để bạn có thể đáp trả Wukong trong những cái tình huống mà Wukong là người chủ động trước và kích hoạt chinh phục. Và pha đấy kết đẩy cũng hơi cao. Kết đẩy cũng hơi cao và ta phải trả một cái giá khá đắt. Nhưng bây giờ con sứ giả khe nứt này thì ai mới là người phải trả giá đắt bạn đây? Không. Đại bằng tiện chúng một người hacker tấn công thẳng, hai sát thương đang đâm dồn vào rất mạnh mẽ. Hacker nằm xuống tốc độ rất nhanh. Kết là người không có được con rồng, ngược lại ta phải trả giá trong pha đấy. Tiếp tục tấn công hay chăng? Không, khi mà đối thủ đã đi quá xa rồi. Đó là rồng dành cho Rogue Warrior. Một pha đi hơi sai của hacker khi anh ta quyết định chọn cái hướng di chuyển không cùng nhịp với những người đồng đội. Anh ta đi từ trên xuống với những người đồng đội, đi là đi từ dưới hang sứ giả đi lên. Và anh ta bị chọn là mục tiêu trước. Đối phương ngay lập tức nhìn thấy anh ta bằng bóng ngủ chính xác, mọi thứ dồn vào. Hacker không có đủ khả năng chống chịu khi mới có chỉ có một món trang bị mà thôi. Holder đường trên đã nắm giữ cái bùa đỏ và đặc biệt anh ta có hai mạng gục, nó khiến cho bỗng nhiên trước đó anh ta bị một pha solo kill. Thì bây giờ với việc có được hai điểm ở gục đó, cái thế khu vực đường trên nó sẽ giúp cho anh ta có thể chủ động được. Còn đây chúng ta xem lại pha này là pha đại bằng tiện rất đẹp của Uzi. Cái
cái tình huống này tôi nghĩ là gấu của Kurt nên là người đứng trước mặt và che luôn nhìn cho Zavan. Bởi vì rừng sẽ là người đóng vai trò chính trong việc trừng phạt đúng không? Anh ta nên là người chống chịu giùm cho rừng của mình, nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh ta lại không. Nói chung cũng hơi khó ba đấy, tại vì nếu như Kurt mà bị trúng thì Kurt là người chết trước. Tại vì rõ ràng chúng ta hãy nhìn món trang bị đầu Kurt, thật ra nó cũng không phục vụ mấy cái thuật chống chịu của con gấu Volibear này. Nên rất là khó để bạn có thể chống chịu cái lượng sát thương được tạo ra. Hồi nãy Hacker là cỡ khoảng gọi là 3/4 cây máu, chúng ta bốc hơi ra khá lẹ thì Kurt chắc cũng chậm hơn tí xíu thôi. Cho nên là một trong hai người ai cũng sẽ bị dính cái đài bằng tiền đó cả. Quyết định là cái góc di chuyển đó, góc đó là góc xấu á. Tức là bạn bị dính sát tường, còn trong khi đó bên phải của bạn là đối thủ, thì góc đó di chuyển cơ bản là xấu rồi. Rồi, con rồng cũng là nơi mà bên phía của Rock Warrior chủ động hơn. Họ đã cắm được hai con mắt kiểm soát trước so với bên phía bên kia. Và người chơi đi rừng của OMG, anh ta không tự tin với việc tranh cướp trừng phạt với đối phương khi mà không có tầm nhìn, và anh ta quyết định là bỏ lui. Anh ta di chuyển lên hướng phía trên của bản đồ chỉ để farm mà thôi. Sứ giả cũng không có nên anh ta có thể ăn được. Còn ngu công thì đang đứng một vị trí mà Hacker sẽ không làm được gì quá nhiều. Người giàu nhất của OMG hiện tại và cũng như giàu nhất của ván thi đấu này đó chính là SNMZ. Nhưng mà bên phía của Rock Warrior họ lại vượt trội hơn với 4 thành viên hiện tại đang giàu 2, 3, 4. Tôi đang cảm thấy là con Zoe của Ruby mới là một cái mối đe dọa khủng khiếp như vậy. Họ giữ trận với bắt đầu khi mà có Luden xong đẩy đường tốt hơn thì nó sẽ có những pha di chuyển kiểu như thế này xuống đường dưới gây áp lực. Nếu như bóng ngủ trúng nữa thì mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời dành cho các thành viên của Rock Warrior. Họ đã đội chủ động hơn đối thủ rất nhiều với sức mạnh mà mình đang có. Và đặc biệt là con Zavan này tầm này rất khó để hỗ trợ người đồng đội của mình khi nó đang thua trên đồ phía bên kia 2 cấp. Đấy là cái mối nguy hiểm cực kỳ nặng nề. Ui, Icon đang muốn một pha solo kill ở đây chăng? Anh ta sử dụng sở thích nhưng nó quá xa, nó không thể nào kích hoạt được trong cái tầm đấy, nên hơi khó. Còn đường dưới thì có sứ giả được thả ra dành cho Rock Warrior. Họ đang đánh khá tốt ở trong ván thi đấu này khi liên tục ăn được những mục tiêu lớn. Ăn sứ giả, sau đó ăn rồng, sau đó là dùng sứ giả của mình thả xuống dưới ăn được trụ một tiếp. 3 mục tiêu lớn liên tục được bên phía Rock Warrior. Snowball rất nhanh. Bóng ngủ trúng nghịch sao chắc chắn chuẩn xác lấy một lượng máu rất lớn của Icon. Và Icon phải về. Thật ra lưu lại. Còn chuyện về hay không thì phải về thôi. Tôi nghĩ là tỷ lệ rất cao là về rồi. Với cái lượng máu thấp như thế tỷ lệ rất cao là về rồi. Không cách nào có thể đánh được cả. Còn trong khi đó thủ OMG họ đang rất thành công với cắm chỗ của mình khi lấy 3 thang và mất 2 trụ ở đường dưới. Holder. Holder đường trên anh ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ là giữ cái trụ của mình ở một mức máu an toàn và không cho Volibear có một khoảng trống di chuyển tốt ở trên bản đồ. Anh ta cũng không có dịch chuyển nữa. Volibear của Kurt không có dịch chuyển để có thể giúp đồng đội khu vực đường dưới. Và khi mà đối phương thả sứ giả thành công đến mức mà lấy được hai đường trụ đường dưới như thế này, những con rồng tiếp theo sẽ rất dễ nằm trong tay của Rock Warrior khi mà chắc chắn OMG sẽ thiếu tầm nhìn ở nơi đây. Họ đang thiếu một cách khá nặng nề luôn á, tại vì từ nãy giờ họ không có đủ sức mạnh để uy hiếp vào bất cứ một cái trụ nào cả. Còn trong khi đó là đối thủ vượt trội hơn. Đối thủ lấy được cái trụ đầu đường dưới và trụ đường giữa và trụ đường trên. Có lẽ như là chỉ vấn đề thời gian thôi. Tại từ nãy giờ rốt bao giờ họ tập trung rất nhiều vào đường dưới. Họ không chăm sóc nhiều vào cái trụ đường giữa và đường trên, cho nên cần một tí xíu thời gian nữa để có thể dứt điểm vào cái trụ đấy và lấy được cái lượng tầm nhìn nhất định. Quan trọng ở đây đó là chính là cái thế là họ lấy được những cái trụ nó dễ. Tại vì họ đang sở hữu con Zui, việc mà bạn đã giúp cho một con Zui có được 2 mạng hạ gục rồi và lượng chỉ số farm thu một tí xíu so với lại lọc phía bên kia, nó sẽ khiến cho con Zui này cái thế chủ động nó sẽ nhỉnh hơn tí xíu so với lại Icon. Bây giờ thì OMG đang bắt đầu di chuyển cái đội hình của mình với Zavan cùng với là Ban Thông. Khả năng bắt người của họ là có chứ không phải là không, nhưng mà hãy nhớ đây là một con Ban Thông Linh hỗ trợ và Zavan Linh chúng chịu thì cái khả năng gây sát thương của nó không phải là vượt trội lắm. Họ sẽ phải cần phải bắt những cái mục tiêu mà thật sự yếu á thì họ mới có thể dùng sát thương được. Chứ kiểu như mà bắt vào người của Haro thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Đó, thế chủ động hiện tại dành hết cho Rock Warrior. Kurt đang muốn một tình huống phòng thủ đây, kêu gọi Hacker ra để hỗ trợ cho mình. Nhưng nên nhớ lượng sát thương tầm này và cái R của Haro là rất nguy hiểm. Kêu gọi thêm cả Cole nữa, nhưng cả ba đều đi về hết. Không ai phòng thủ được cái trụ này. Quá khó đi khi mà Uzi vẫn còn ở cái R. Và trong khi đó thì Haro cũng có khả năng giảm giáp của đối thủ. Tạm thời sau 15 phút thi đấu thì Rock Warrior đang dẫn trước đối thủ 3k tiền. 3k tiền, một lượng tiền làm vốn ổn chứ không phải là một lượng tiền mà khiến cho bên phía OMG hoàn toàn bị đè nén đâu nha, bị đè nén đâu nha. Ít ra là bên phía của OMG vẫn đang có xạ thủ cùng với đường giữa của mình farm rất là đều tay. 139 chỉ số lính sau 15 phút thi đấu,
và 154 lính sau 15 phút là con số rất là ấn tượng cho Icon. Nhưng mà rất là tiếc là con Leblanc này không phải là một con tướng mạnh theo thời gian, không phải là một con tướng farm quá ổn về cuối. Và đây là lúc thật sự mà anh ta mạnh nhất nè. Lúc thời gian giữa trận thì con Leblanc có thể đi đảo lane và bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu để có thể hạ sát được. Tức là bây giờ OMG họ sẽ có thể quyết định là mình sẽ thử một phen, họ sẽ cố gắng giao tranh và là rút bao giờ ngay khu vực hang rồng chẳng hạn. Để một phần ấy, nếu như họ lấy được con rồng, họ lấy được khoảng 20 điểm sau cùng thì họ sẽ có thế để có thể lật lại được cái thế cờ. Nó vẫn sẽ đỡ một phần đấy là bạn để cho đối phương cứ từ từ snow cái bô cái ván thi đấu này. Đang lấy một lượng máu rất lớn từ Wuji. Wuji đã nằm xuống với một tốc độ rất nhanh. Giang Wuji hoàn toàn biến mất ở trong ván thi đấu vừa rồi. Anh ta đã để đối phương kích hoạt được cú xích cái của Leblanc. Cái vấn đề là lay sao không nuốt. Tôi nghĩ rằng là Giang Wuji cũng nghĩ rằng là đồng đội mình sẽ nuốt ở trong pha đó đó. Còn lay thì cứ nghĩ là Wuji sẽ đủ sống cho nên mình không cần nuốt. Chắc tôi nghĩ là hai bên hiểu kiểu như vậy. Tôi nghĩ là anh ta lay thì nghĩ rằng là Giang Wuji sẽ không chết và hoàn toàn có thể bắn chết đối phương trước. Nếu như mình nuốt vào lỡ xạ thủ của mình không bắn không bắn dứt điểm được không thì lại bỏ. Nhưng mà cái quyết định tôi thấy cái quyết định hơi đó là cái vấn đề về giao tiếp. Đó là vấn đề về giao tiếp giữa hai người này, nó không ăn khớp với nhau và để lại hậu quả là mất đi xạ thủ. Tự nhiên vậy mất có con rồng đất nó ngoan. Trời, cái đội hình này của OMG họ mà có con rồng đất là ba thành viên tuyến trên của OMG rất là khỏe. Không chỉ là con rồng đất, họ đáng lẽ là có thể lấy được cái trụ đường dựa một cách cực kỳ đơn giản nếu như mà không mất đi xạ thủ tình huống vừa rồi. Rồi thả xí ra nhưng mà cái trụ đường dựa của đối phương vẫn còn trụ được đó. Họ chỉ đối phương chỉ mất đi cái trụ đường trên mà thôi. Thế lầy hai bên đều đang có những pha xử lý thật sự mà nói nó khá là lỗi. Lay thì cứ đứng sát, nhưng một khi nuốt thì Lay là nó không. Ui. Khớt đang thôi, anh ta có R hết nổi rồi. Anh ta có R, anh ta đang tìm mọi cách để có thể có gỡ được gốc R của nhưng mình mà anh ta không có kháng phép. Anh ta không có kháng phép, anh ta đã R thẳng và anh ta đang muốn tấn công. Khôn che rất tốt với kỹ năng E của mình, che để cứu nghịch sao. Một pha đang cố gắng đánh trọng đài để chấn vào nhưng không ai hỗ trợ Hacker, nhưng Hacker đang bị dính bóng của anh ta lướt đi ra. Leblanc ai tới tấn công và tài chức điểm rừng của đối thủ. Một pha xoáy đến từ Holder. Hacker sử dụng đồng hồ Ruby tóc biến và Ruby dứt điểm được đối thủ. Đâu nhưng nha. Ruby bị dính E của con gấu cho nên Icon có đủ góc để ta sử dụng kỹ năng của ta ép được kỹ năng của đối thủ rất hay và lấy đi màn hạ gục. Chính vẫn xác còn là muốn nữa có Icon hỗ trợ góc này đánh nữa được, góc này đánh nữa được. Những cái vấn đề đối thủ đã bỏ cuộc với cái tầm di chuyển rất xa rồi. Những pha cấu rỉa máu rất khó chịu của Icon. Anh ta lao vào dứt điểm một người bên phía bên kia, sau đó đứng ở nguyên cái vị trí đó và không cho các thành viên của bên phía Rockwell rút lui, ép đối phương phải ấn đồng hồ ngưng động và sau đó là pha dứt điểm đến từ quy của SNMZ. Từ Icon. Nãy tới giờ Icon đã bắt đầu lên tiếng. Icon đã bắt đầu lên tiếng. Anh ta là một người phải nói là quá tuyệt vời thực sự với cái pha xử lý vừa rồi. Còn đây trước đó của Icon, tốc này lay lay di chuyển trong có vẻ như là anh ta hơi thiếu ngủ hay sao. Điềm tĩnh, anh ta có một sự điềm tĩnh nhất định trong cái sự di chuyển vừa rồi. Còn đây là pha đường trên, khi họ đã tốn cực kỳ nhiều thời gian để có thể quyết tâm dứt điểm chú gấu đến từ cớt thì có một người khác xuất hiện, đó là Leblanc. Đây, tình huống xuất hiện từ đằng sau của Leblanc. Icon combo tốc biến lao vào ngay lập tức hạ gục Haro, sau đó thì Hacker cũng ấn đồng hồ để có thể sống sót. Cái quả này Ruby lỗi nặng lắm á. Ừ. Tại vì anh ta lại xài tóc biến mà anh ta nhấn cái tóc biến của nút F trước á, chứ không phải là ta nhấn cái tóc biến mà ta lụm được nha. Ừ. Nó khiến cho bạn mất hai cái tóc biến rất là vô nghĩa. Tôi hiểu chuyện này khi chơi Zoe, đôi khi bạn có nhiều phép để bạn ấn với nhiều nút, bạn ấn mình bị lộn. Thôi nên bạn hai thì nói làm gì, ta tách đấu mà. Không, tôi bạn hai cứ lo sân tách đấu. Hôm qua ai gánh? mệt quá Kim Cương của đệ. Hôm qua anh khôi gánh. Cứ để tôi gánh mệt. Hôm qua anh khôi gánh. Anh khôi gánh đội bạn. Rồi chúng ta quay lại với bán thi đấu này. Đang làm gì đây? Họ đang có ý định mở vô tranh, nhưng mà Curse không có một cái thế vào đủ đẹp để anh ta có thể lao vào hình phía bên kia. Nhưng mà nếu như không lao vào thì Zoe cứ đứng ngoài và rỉa máu như thế này cũng không phải là một ý tưởng tốt. Ừ. Họ cần phải có một pha mà mạnh mẽ cũng tương tự như trước đó họ làm á. Đấy, một pha giao tranh mạnh. Nhưng được một cái là họ bắt đầu làm chậm đi cái tốc độ snowball của đối thủ. Đó là cái được nhất của họ từ nãy giờ. Tức là từ nãy giờ bên phía của Rockwell họ chưa thế nào lấy được bất cứ công trình nào gì nữa.
Ngoại trừ 5 công trình họ đang lấy thì hiện tại họ vẫn chưa thể nào tiếp cận được cái trụ hai khu vực đường giữa. Và Icon đang lao vào một cách rất mạnh mẽ ép cho đối thủ phải nuốt đi. Còn Zoe của Ruby nó cấu rỉa máu quá đau, một cú quy vào người của Hacker, mất 1/3 máu. Ruby tập này rất là khỏe rồi, anh ta đang có vòng âm Luden và đặc biệt là cái bóng ngủ cũng là một trong những món vũ khí rất nguy hiểm đang có trên người của Rogue Warrior, các thành viên của Rogue Warrior. Họ đang có hai thứ rất là tiềm ẩn về mức độ nguy hiểm nha. Đó chính là cái đại băng tiện của Uzi và cái bóng ngủ của Ruby. Hai thứ này nó sẽ khiến cho anh Hugo Rock bao giờ một tình huống nào đấy bất ngờ. Hoàng bị dính vào bóng ngủ và bạn cũng đủ hiểu là sau đó mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đấy. Bạn sẽ bị đối phương hành hình cho tới khi nằm xuống mà thôi. LeBlanc bây giờ 21 phút vẫn chưa có được cái Murillo, một cái điểm trừ về sức mạnh khá là lớn dành cho bên phía của OMG. Còn xạ thủ của họ thì thật ra nhịp lên đồ này vẫn là rất là nhanh dành cho xạ thủ bên phía OMG. Anh ta 200 chỉ số lính, farm hơn đối phương rất đối nhiều luôn, farm hơn đối phương rất là nhiều, đến gần tận 30, gần 40 chỉ số lính farm hơn là một cái con số cách biệt rất là lớn. Tôi chỉ không biết là món trang bị thứ ba anh ta muốn lên là gì, anh muốn lên khăn diễn thuật không ta? Ta vẫn đang giữ tiền rất là nhiều trong người nha, chưa lên tiền món đồ nào cả. Nhưng mà cái quan trọng như thế này, OMG khăn diễn thuật rồi, OMG họ được một cái á, là đội hình này của họ từ nãy giờ những người nằm xuống nhiều á, những người mà nằm xuống là nhiều, đa số là những người chống chịu, tức là những người làm cái bức tường thành phía trước. Còn hai sát thương chính hiện tại đang chưa thuộc dạng gọi là một feeder chính hiệu, ví dụ như LeBlanc tầm này vẫn chưa nằm xuống lần nào cả. Còn trong khi đó thì SMVZ cho cái áp lực mà đối phương tạo ra ở khu vực đường dưới nó quá nhiều đi á, thì anh ta nằm xuống hai lần. Còn sau đó thì từ nãy giờ Kestar vẫn đang giữ vị trí rất là tốt, tức nghĩa là OMG hai người gây sát thương chính của họ không hề bị thọt. Nó giúp cho OMG vẫn đang có thể một phần để giữ được cái nhiệt độ của ván thi đấu mà không buông thả cho đối thủ quá nhiều. Họ đang muốn vào tấn công một cái trụ đầu tiên không được trên với sức ép từ LeBlanc cùng với Zavan đang đi theo anh ta. Người phòng ngự nó là một mình Zoe của Ruby. Ruby là không có tốc biến nha, Ruby phải khá là cẩn thận trong tình huống này nếu như để đối phương bọc đầu. Và ta đang kêu đồng đội mình lên, ta kêu cả Trindle và kêu cả luôn Tam Ken đứng ở phía sau, nhưng áp lực đến từ LeBlanc là đủ, vừa đủ để có thể lấy cái trụ một vừa rồi. Bây giờ những vị tướng mà sát thương phép thì đánh vào trụ nó cũng hơi thốn chứ không phải là không, cho nên những phát đánh vừa rồi của Icon cũng rất là chất lượng, nó lấy nó chậm nhưng nó bào đi cái lượng máu trụ tốc độ ha kinh khủng, nó khiến cho Fowl và Ruby rất cố gắng kêu gọi hai người đội lên hỗ trợ nhưng nó không thể nào giúp được gì cả, bởi vì đơn giản là vừa rồi LeBlanc đã thể hiện quá tốt và lượng lính nó cũng quá nhiều đi để cho Ruby có thể một mình mà giải quyết được hết. Baron ta vừa mới đúp tại chỗ xong nhưng mà cũng có thể hiểu được thôi, tại hiểu được nó dày lắm, hơi dày. Chắc anh ta muốn đúp vào bên trong cái khe hang của con bù xanh á, nhưng mà chắc là cái tường nó dày quá cho nên đúp không tới. Sau 24 phút thi đấu thì khoảng cách về Cole tiền có thể sẽ phải trả giá chăng. Ui quả kịch sau đó hụt, anh ta có tốc biến ngủ trúng, anh ta có tốc biến, không cần tới tốc biến của mình phải gọi cái bông cái kịch sau đó mà trúng thì tôi nghĩ là mọi chuyện nó sẽ khác rồi. Tiếc là nghịch sao không trúng, tiếc pha nghịch sao trúng tôi nghĩ lấy đi, nó bay nửa cây máu của Khôn là ít á. Vừa mới vào cúp được bộ đỏ nhưng bên phía OMG đang có thế để có thể dẫn dắt lính của họ vào trụ một. Tiếc thay là bên phía bên kia có một sải tay rất tốt và họ đang chiêu cuối thành công vào người cô. Cô bị tấn công quá cô nhiều, tốc biến là một của đại văn tiện và thêm một của kỹ năng hú đầu rất tốt. Nhưng đó là pha hai bên đường trên đều đang thể hiện rất tốt nhưng sát thương nó từ hú đờ là rất nhiều. Khết thì không có được như vậy, anh ta phải nằm xuống mà thôi. Đúp một kill dành cho Holder và ép được hai thành viên của đối thủ phải đi về. Kích sao không đủ tầm của Ruby. Đó mà chơi lớn hết sức là anh ta tốc biến lên để dứt điểm bên phía bên kia luôn. Nhưng mà thôi chơi vậy là được rồi, không cần chơi lớn nữa cả. Khi mà đồng đội của anh ta làm quá tốt, Holder lao vào và nhìn hai cái lốc xoáy của anh ta xoáy cùng một lúc, đặc biệt là khi mà anh ta dứt điểm được thành công FMZ. Thì thôi, coi như chúng ta đã biết được kết quả vào giao tranh vừa rồi, không cần phải coi quá nhiều. Ai cần lao lên tấn công, nhưng ta bị nó bóng ngủ bốc hơi lập tức hất tung tốc của Hacker. Nhưng đó là Holder và đồng đội phía sau của anh ta là quá nhiều để cho anh ta làm được điều gì. Sự chênh lệch và sức mạnh khá lớn đến từ hai người chơi đường trên. Một bên thì thuần chống chịu và có thiên hướng là câu thời gian cho đồng đội mình bắn. Nhưng mà khi đồng đội của anh ta không có thời gian để bắn bởi một con U công cứ bay thẳng vào mặt một quật như vừa rồi, thì làm sao mà đội hình từ bên phía của OMG có sát thương được. Đầu tiên bị giữ chân lại, đó là câu anh ta bị dồn sát thương, anh ta bị thấp máu, anh ta vòng ra Hacker kết hợp chung với lại chú gấu lao vào hàng sau mà chưa mà câu thời gian đó. Nhưng mà con Wukong này nó không chỉ câu thời gian mà nó câu luôn mạng của cái thành viên của OMG luôn. Cái sát thương nó gây ra nhiều quá. Một pha xấy 4 người rất đẹp của Holder.
và được sấy tới hai lần lần, cho nên ta không hề e ngại xíu nào. Còn trong đó gấu chỉ nhảy vào được một lần thôi, và sát thương đến từ vua Libya nó không thể nào bằng so với lại sát thương của con Ngộ Không cả. Về mặt trang bị ở thời điểm hiện tại cũng có thể phản ánh rất là rõ về cái điều đó. Cho nên pha vừa rồi là một biểu hiện rất là rõ rồi. Khi mà Ngộ Không nó đã xanh và nó không có bị solo kill, nó không bị thọt gì cả, thì nó là một trong những thế lực rất mạnh mẽ bên phía của Rockway rồi. Và dù là hồi nãy thì SNMZ có cái khăn dự thuật của mình, nhưng mà ta cũng không kịp ấn nữa. Cái tốc độ là vào Wukong vào một cái vị trí như vừa rồi là rất khó để bạn có thể thoát chạy được. Thử Lập Lăng vừa thử xem là Giang Wuzin có mắc lại cái sai lầm trước đó hay không. Nhưng mà làm sao mà mắc lại sai lầm trước đó được. Đúng rồi. Những cái vị tướng từ bên phía OMG đang bắt đầu yếu dần theo thời gian, đặc biệt là Zavan nè. Zavan, Lập Lăng là những vị tướng mà không phải là mạnh quá nhiều về cuối trận. Zavan đang không có đủ lượng chống chịu so với lại sát thương vật lý và cả sát thương kỹ thuật bên phía kia. Ta chỉ nhiều máu mà thôi. Cái lượng thạch giáp thì cái lượng kháng phép cũng như là giáp nó không phải là vượt trội so với lượng trang bị mà AW đang có. Rockway giờ đang muốn tấn công thẳng vào con Baron này. Và với lượng tầm nhìn đến sau được, họ đã phát hiện thấy được Uzi đang cố gắng ăn con Baron. Thì đồng nghĩa việc là Rockway giờ họ đang all in hết vào Baron. Ôm chí biết điều đó. Và Rockway giờ cảm nhận được nếu như mà đánh Baron trong pha này mà thua một cái, thì những gì mà mình đang làm trước đó nó sẽ đổ sông đổ bể hết. Nên quyết định của họ đó là tạm ngưng tí xíu cái đã. Họ sẽ muốn câu đối phương ra hang Baron này thêm một lần nữa. Với cái nhịp thi đấu và với lượng tầm nhìn nhỉnh hơn dành cho bên phía bên họ, nhưng vẫn có một con mắt ở cửa hang Baron và OMG tiếp tục vào phá bệnh cái thành viên của AW. Họ vẫn chưa muốn để cho đối phương ăn con Baron này quá nhanh. OMG một phần la vào hay chăng đây vẫn chưa thấy Icon đang bị cô lập ra khỏi những người đồng đội của mình, bao bóng ngủ ra không còn nữa. Wuji bị mất 1/4 lượng máu, nhưng ta vẫn sẽ có sự hồi phục đến từ gương của Wuyang, cho nên ta không hề e ngại xíu nào cả. Kết đang cố gắng cấu máu đối thủ nghịch sao, từ nãy giờ Ruby nó không trúng vào bóng ngủ tương tự như vậy. Cô đang bị cô lập ra tay bị dính bóng ngủ, anh ta có kỹ năng nghe. Lay đang muốn tấn công tới đài băng tiện trúng một thành viên, đó là Kết, nhưng Kết là chống chịu, Kết đánh vào không đổ, anh ta đang bị cô lập và anh ta phải chạy ra ngoài. Rốt bao giờ vẫn chưa nào tấn công được, nhưng họ có được con rồng này. Vẫn là kịch bản quen thuộc thôi, khi mà Giang Wuji anh ta quyết định là dùng chiêu cuối của mình để tấn công vào Cole và ép cho đối phương phải mất đi định mệnh vậy gọi. Khi đó đối phương đã mất đi một công cụ để giải thoát dành cho Cole, họ sẽ không có công cụ để quăng Cole vào một pha giao tranh và mở đầu pha giao tranh nữa. Thì họ ép vào hang rồng, ăn con rồng vừa rồi, đó là con rồng đất thứ hai dành cho bên phía AW. Bây giờ nếu như mà họ để ăn được rồng linh hồn rồng đất luôn á, Wukong này chắc nó không ai giết được nó nữa. Đúng là như vậy, và nó sẽ yên tâm về cái câu chuyện là nó sẽ lên hẳn về mặt sát thương luôn. Nó sẽ không suy nghĩ nhiều về cái chuyện chống chịu nữa, khi mà nó đã có lượng giáp ảo và lượng giáp cộng thêm nhờ vào con rồng đất này rồi, thì nó sẽ không lo ngại vấn đề đó. Với lại cái lượng sát thương nó từ OMG thực ra nó cũng ở mức độ gọi là tương đối. Tại như thế nào, họ không có lượng sát thương chia đều ở 3 tuyến, mà họ chỉ dựa vào con Lớp Lăng với lại con Kalista thôi. Cho nên con Ngộ Không này nếu như mà nó chỉ cần xoáy được con Kalista là coi như nó đã cô lập một trong hai sát thương chính phía của OMG rồi. Cho nên nó sẽ không cần phải thuộc dạng gọi là lên những món trang bị từ dạng là quá chống chịu đi, nó cứ thiên theo sát thương và nó xoáy chết được con Galista là coi như nó thành công. Thời điểm về cuối trận là một cái thời điểm mà Zoe trở thành một vị tướng nguy hiểm, vô cùng khó chịu. Đây là vị tướng có lẽ là bước về cuối trận mà đội hình bạn đang kiểu như đang dẫn thấy tiền. Mắt nhìn thấy không? Thấy Ruby Icon đang đứng lại, anh ta đang nán lại một chút, anh ta đang chờ cho con Zoe này mắc phải một sai lầm. Ưng Tiện đã phát hiện ngay, đó là một cú Ưng Tiện rất chuẩn xác. Ai mắc sai lầm này? Ai là người mắc sai lầm đây? Khi Icon anh ta vẫn còn cái mô phỏng nhưng rồi, anh ta sử dụng đúp. Ôi, anh ta quay ngược trở lại. Tôi nghe cái tiếng tóc biến của Lay thì phải. Anh ta đúng vậy, Lay tóc biến lên để đá lưỡi đối phương và nuốt vào. Nhưng mà Icon giật ngược lại với W của mình, rất khéo léo, cực kỳ khéo léo thoát về. Nhưng mà Lay quả đấy tôi nghĩ là sao là tóc biến ta? Nếu như là bạn đánh được hai phát vào người của nó rồi á, bạn tóc biến lên bạn gõ các phát nữa thì được, nhưng có thể anh ta muốn tóc biến kiệt sức sau đó anh ta đánh dần đó, anh ta tóc biến kiệt sức sau anh ta có thể đánh được thêm hai hit nuốt của đối phương vào. Mà làm cách nào ta bắt được con Lớp Lăng? Lớp Lăng lúc đó nó còn cái mô phỏng mà đúng không? Pha đấy Lớp Lăng còn cái mô phỏng. Vấn đề đó là như vậy thôi, vấn đề là con Lớp Lăng nó vẫn còn mô phỏng mà nó quay ngược trở lại với cái đúp của nó. Lay hơi than một pha vừa rồi và anh ta phải mất đi cái phép bổ trợ tóc biến, nhưng mà không sao, hiện tại thì anh ta không phải là người quan trọng nhất. Quan trọng nhất là vẫn là Ruby mà thôi. Đây là tình huống thoát về của Icon, mình mất rất là nhiều máu. Lay đúng là anh ta chắc là lâu rồi không chơi con Tâm Ken này á. Không chơi Tâm Ken và cũng không gặp Lớp Lăng á. Tôi nghĩ là lâu rồi không gặp Lớp Lăng làm pha vừa rồi. Không, tôi nghĩ là lâu rồi không chơi Tâm Ken nó hợp lý hơn, tại vì
nhất là bạn cũng biết chiêu của Love Lang rồi đúng không nhỉ? Ít nhất cũng cũng biết chiêu Love Lang như thế nào, nó cũng vận hành như thế nào chứ. Chắc là do không quen cho Tam Ken và lại cũng hơi hực. Tất đó là hai yếu tố mà khiến cho Tam Ken pha vào rồi có một pha tóc biến. Nhưng mà thôi, quan trọng là bạn vẫn đang, đội hình của bạn vẫn đang là đội có lợi thế mà. Cho nên mất dâm ba tóc biến nó cũng không quan trọng lắm. Bạn là hỗ trợ nữa. Thì nếu như không có tóc biến thì cứ đứng sát Ash. Rồi nếu như đối thủ tấn công vào thì bạn nút Ash vào thôi. Đó, đơn giản chỉ có vậy. Còn trong cái đó là phía của OMG, họ đang gặp áp lực nặng hơn rất nhiều so với Rogue Warrior. Họ bị áp lực về mặt công trình. Khi bạn bị áp lực về mặt công trình thì cái việc mà bạn kiểm cắm mắt để bạn có thể kiểm soát được đối thủ đang ở đâu và bạn kiểm soát được của đối phương như thế nào thì đó là một vấn đề rất khó để có thể nan giải được, chỉ trừ trường hợp bắt lẻ được một trong hai sát thương chính hay là một trong ba sát thương chính của đối thủ thôi. Còn lại rất khó để bạn có thể xâm lăng được rừng của đối thủ. Một lượng giáp đang được lên đến từ phía của Curse để có thể chống chọi lên lượng sát thương mà Wizang Wuji đưa ra. Nhưng hai vị tướng mà lao vào của OMG á, tôi cảm thấy là nó không thật sự chất lượng nha. Con gấu này cùng với lại Zavan. Zavan thì chỉ có nhiều máu mà thôi, với cái giáp máu vô móc nữa chứ. Nó không phải là một món trang bị quá hay dành cho anh ta đối đầu với một vị tướng có vô danh như là Zhang Wuji bắn theo phần trăm máu mà. Thì anh ta có nhiều máu mà anh ta vẫn sẽ bị tiêu diệt rất là nhanh thôi. Và thêm một cái nữa đấy, chúng ta quên đi là từ nãy giờ con banh không để chưa xài R lần nào hết. Chưa xài R một lần nào cả, và đây có thể là cơ hội rất lớn để nó có thể xài được cú R của mình, cú trời sập của mình. Chưa thấy con gồng và nhảy lên tấn công, đó là lao lên tấn công, đó là Haro bao ngủ trúng và chống chịu bên phía của OMG. Cole sử dụng kỹ năng E của mình để che nghịch sao. Haro đang hơi bị cô lập ra phía bên ngoài. Cole mất một lượng máu rất nhiều sau khi ta không còn kỹ năng E nữa. Đại bắn tiễn trúng nhưng tuyến đằng sau Icon ép được một pha nút đến từ Lay. Giọng đại để chấn vào chung tích người Haro, nhưng Haro vẫn đang có những người đồng đội chạy ra hỗ trợ. Icon xuất sắc trong tình huống đó. Nếu như không có Icon thì tôi nghĩ sẽ là một thảm họa hoàn toàn về OMG. Khi mà cái cú chiêu cứu của đội trúng vào SMZ, cái đại bắn tiễn trúng vào người của SMZ. E ngăn cản không cho đối phương bấm BV. Cũng may mắn là Icon đã chặn được cái nhịp tấn công của đối thủ. Đây là pha muốn lấy máu của Haro, đang muốn dứt điểm Haro hay chăng. Đây Haro vẫn lắc được nhưng cái lượng máu của ta là quá ít để có thể đánh tiếp trong pha Baron này. Phòng thủ cái trụ đầu tiên đã rồi tính tiếp chuyện khác. Nếu như thế này thì OMG sẽ là đội có lợi hơn một chút, bởi vì đối phương đã mất đi hồi máu của Zhang Wuji và cái thế để ra rồng rất là nhanh, ăn rất là nhanh thôi. Ăn rất là nhanh sẽ đến từ OMG. Đối phương thì không có cái thế ra đây, không có mắt ở đây để có thể tranh chấp với OMG. Con rồng miễn phí dành cho các thành viên OMG. Tuần này là cái tuần thi đấu như thế là đường giữa đang là một trong những nơi sáng nhất của tất cả các đội luôn. Hôm qua thì Sơn Ninh, Thiên Thần lại là người tỏa sáng. Đó. Rồi hôm nay, hồi trước đó là Fofo, trận đấu chúng ta bình luận là Fofo. Rồi trận này thì Icon vẫn đang ngăn được cái mặt tấn công đến từ phía của Rogue Warrior. Nó khiến cho Rogue Warrior vẫn chưa thể nào lấy được con Baron này, và đặc biệt là họ vẫn chưa nào kích hoạt được cái linh hồn đồng đất. Đó là cái yếu tố tiên quyết. Thật ra cái lựa chọn mà tôi cảm giác như nó sai lầm nhất ở trong đội hình của OMG đó là con Baron. Nhưng mà chiêu cuối của nó đúng là không được sử dụng. Mà cái thứ nhất, thứ hai là nó cái lượng trang bị của nó lên á là một cái lượng trang bị kiếm âm u nè, để bạn vi phá tầm nhìn đúng không? Nhưng mà bạn không có chống chịu, bạn không có một cái bảo hiểm gì cho bản thân mình cả. Mà chỉ có chiêu cuối của Kalista mà thôi, thì làm sao bạn dám tự tin bay vào với cú chiêu cuối của mình. Mà không bay vào thì làm sao bạn thấy không có một cái tác dụng gì thật sự là hay ho. Rồi SMZ thêm một cái câu chuyện nữa, Kalista này nó cần phải có nhiều người che nó lắm. Tại vì các bạn cũng biết rồi đó, tầm bắn Kalista nó cũng có mức độ gọi là giới hạn. Nếu như mà không có người che cho nó thì nó không có nhiều phạm vi để có thể di chuyển, cũng như là những tình huống nhảy vừa quăng giáo của mình thì rất là khó để có thể tạo được tiền đề gì đấy. Icon trận này mà Icon ôi nghịch sao trúng vào người Kết, nhưng Kết là người chống chữ tóc biến lên. Wow. Làm mọi thứ có thể, đây là pha bay vào Hu đang xoáy được, nhưng phía bên này thì người đang bị dứt điểm có thể sẽ là Hacker, và đúng là như vậy, Kết cũng đã đi theo rồi. Hu đã tấn công thẳng vào người của ZSMVZ và ZSMVZ vẫn còn đang rất ít máu, hỗ trợ của anh ta đã không còn, thì đồng nghĩa việc anh ta sẽ đi theo. Và đây là cơ hội để cho các thành viên của OMG, chính xác là các thành viên của Rogue Warrior có thể kết thúc bán thi đấu này rồi. Với con lính xe và con lính đánh gần đang có được thì việc dứt điểm hai trụ và giành chiến thắng là điều đương nhiên mà thôi. Quá dễ dàng, họ còn đủ 5 người ở đây, phía kia còn mỗi Icon là còn sống sót. Anh ta làm sao mà phòng ngự được trước đợt tấn công như thế này. Tỷ số cân bằng 1-1 dành cho Rogue Warrior cùng với lại OMG. Con ban theo ông nó đù thực sự. Ván này là một ván mà nó cảm giác bây giờ ban không không xài R luôn á. Nó có một cái nhận định của cá nhân tôi là như thế này nè. Là thực ra là bây giờ nếu như mà bạn chọn vừa đường trên và đi rừng
là hai vị tướng chống chịu á, gần như chắc chắn bạn nó bạn thua. Bạn thiếu đam, thiếu đam thật sự. Thế là rất là nhiều. Tức là bạn chỉ dựa vào một xạ thủ với một đường giữa nó không đủ. Nó không đủ, các bạn cảm giác không? Vừa rồi là Zavan cùng với lại Volibear đánh về cuối siêu yếu luôn. Zavan không có một cái bất kỳ tác dụng gì cả. Lao vào là tan biến ngay lập tức, không thể nào giữ chân được những sát thương chính từ bên phía bên kia. Tương tự như vậy bạn thấy ông cũng không làm được gì. Nói chung là trong cái đội hình của bạn á, ngoại trừ hai con tướng đam ra, ba con tướng chống chịu còn lại, Volibear là tính là còn có một chút xíu tác dụng đi. Hai con tướng kêu hàng tận phế thì kiểu như là ăn hai người rưỡi đánh năm người, làm sao mà đánh lại. Cũng hơi khó, và đặc biệt là chúng ta nên nhớ là trong những sự lựa chọn cấm, thực ra mà nói bên phía của rút bây giờ họ không cấm nhiều lắm về rừng nha. Nautilus vẫn còn, Nautilus vẫn còn luôn. Mà bạn chọn Panthon với lượt 3 nữa. Ý đồ lựa chọn không thực sự tốt dành cho bên phía OMG và khiến cho Rockwell có một thế trận chiến thắng ở trong ván thi đấu 2. Chúng ta cùng chờ đợi ván đấu quyết định ván 3 trong ít phút nữa.